Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để kiểm tra một địa chỉ hợp đồng thông minh, hay còn gọi là check smart contract. Nó chạy trên cái nền tảng Web20 của Binance. Rồi, thì thông thường những cái token mà nó đã được phát hành nâu và được list trên các sàn lớn thì quý vị có thể vào coin Gecko để quý vị lấy cái smart contract của nó. Ở đây ví dụ KTV sẽ vào coin Gecko, ok chưa? KTV ví dụ lấy cái token BEC này, đây thì cái contract đây này chính là cái địa chỉ hợp đồng thông minh của cái token mà quý vị muốn tìm kiếm đó. Và đây là danh sách, nó đã được list trên các sàn lớn này. Đó, thì đây là một cái token lớn, nó đã được list trên sàn. Rồi, ngoài ra thì quý vị có thể kiểm tra cái smart contract của nó ở cái địa chỉ bscscan.com. Ok chưa? Đây, ví dụ KTV sẽ đánh vào cái ô tìm kiếm này là BEC này. Đó, ok chưa? Đây, rồi thì ở đây KTV đang ví dụ một cái hợp đồng thông minh, cái token gọi là xịn sò đấy ạ. Đây thì ngay ở cái ô đầu tiên quý vị đánh này thì nó sẽ có một cái dấu tích màu xanh và bên dưới nó là có một cái địa chỉ domain đó, quý vị thấy chưa? Đây là một cái địa chỉ domain backbeddingswap.org. Và quý vị để ý này, cái dấu tích màu xanh này được chính BSC Scan họ kiểm chứng đó, ok chưa? Rồi, và tiếp theo quý vị để ý này, đây thì đây là chính là cái địa chỉ website của cái token và bên dưới nó là một số thông tin như là địa chỉ email, địa chỉ trên blog Medium, địa chỉ của Twitter, rồi là Telegram, rồi là CoinMarketCap và còn một số các thông tin nữa đó. Bây giờ quý vị hãy copy này, quý vị bấm vào cái biểu tượng copy cái contract của nó, rồi quý vị hãy dán nó vào cái ô tìm kiếm này, dán nó vào quý vị tìm kiếm. Rồi quý vị để ý đến từ contract này, quý vị cũng sẽ thấy một cái dấu tích màu xanh, ok chưa? Đó, quý vị em bấm vào contract này. Rồi tiếp theo quý vị cũng để ý đến này, cái dấu tích màu xanh đây này mà nó có cái từ contract short code verify exact map này, ok chưa? Thì đây, cái dấu tích màu xanh này là nó đã được một bên thứ ba kiểm chứng, ok. Rồi, thì tiếp theo KTV sẽ ví dụ về một cái hợp đồng gọi là chưa được kiểm chứng, ok nha. Cũng ở trong cái ô tìm kiếm này, KTV sẽ ví dụ một cái token mà nó chưa được kiểm chứng bởi bên thứ ba. Quý vị lưu ý này, kiểm chứng bởi một bên thứ ba nó khác với lại kiểm chứng bởi BSC Scan, ok chưa? Đây, KTV sẽ copy cái này và dán nó vào cái ô tìm kiếm này. Rồi, quý vị cũng chọn đến cái từ contract này này. Đây, thì cái này này, quý vị để ý này, nó không có dấu tích màu xanh và cuối đây nó là cái dòng seminar med đó, thì cái contract này là chưa được kiểm chứng bởi một bên thứ ba, hay còn gọi là kiểm chứng bởi một bên trung gian đó, ok chưa? Rồi thì tiếp theo KTV sẽ ví dụ cho quý vị một cái hợp đồng thông minh mà nó gọi là không tốt, ok chưa? Thì cũng trong cái phần
cũng trong cái phần code này, trong cái phần contract này, quý vị để nguyên là code này. Đây thì quý vị hãy copy toàn bộ cái contract short code này, quý vị hãy bôi đen đi và copy nó này. Đây KTV sẽ sao chép, rồi KTV sẽ dán nó sang cái Word để tìm kiếm cái mã hàm. Rồi ở đây KTV sẽ kiểm tra cái hàm gọi là hàm Dini này, Dini kết con. Ok chưa? Thì đây, đây là một cái hợp đồng không tốt vì nó có cái hàm này, và KTV cũng không đi sâu về cái code cái hàm này. Quý vị chỉ là những người đầu tư thì quý vị nên biết một số cái hàm gọi là lỗi và độ rủi ro rất chi là lớn khi quý vị đầu tư vào những cái hợp đồng nó có cái hàm này. Ok chưa? Đây là cái hàm thứ nhất. Rồi tiếp theo KTV sẽ ví dụ một cái hàm thứ hai cũng trong cái phần contract short code này. Đây KTV cũng sẽ copy cái này và dán nó sang bên này để tìm kiếm này. Rồi ở đây KTV sẽ đánh là cái hàm mid rate. Ok chưa? Thì cái này này, đây là một cái hợp đồng thông minh mà quý vị đầu tư vào đây thì độ rủi ro của nó rất chi là lớn, và có rất nhiều các token mà nó có cái hàm này rồi. Quý vị đầu tư vào đây là hoàn toàn bị mất trắng luôn cái tài khoản của quý vị. Ok chưa? Và tất nhiên không phải cái nào nó cũng như vậy. Đó, đó là hai cái hàm mà quý vị nên cân nhắc trước khi đầu tư vào một cái token mới nó phát hành. Bởi vì quý vị để ý này, trên cái mạng BEP20 của Smart Chain của Binance thì một ngày nó có khoảng độ 500 cái token mới được phát hành. Đó. Thì quý vị là người đầu tư không thể biết được cái nào là xịn, cái nào là không xịn. Nên ở đây KTV chia sẻ cho quý vị một số cái căn bản nhất để quý vị có thể trước khi đầu tư quý vị có thể đưa ra cái quyết định của mình. Rồi, ok, và KTV xin kết thúc video tại đây.